Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Ma Nhuần Kể. Thì bạn nào mà có chuyện ma thì có thể gửi qua cho Nhuần qua số điện thoại Zalo hoặc là Gmail mình để trên màn hình đó nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện mang tựa đề là Quỷ Tinh. Thì đây là một câu chuyện do cái bạn này kể lại khi mà bạn ở trọ ở phường Văn Dương, thành phố Bắc Ninh á. Thì cái lúc mà bạn này đi thuê trọ thì bạn nói là cái điều hài lòng nhất trong cái phòng trọ là phòng nó rất là rộng và ở trên mái nhà có một cái cây lớn che sum xuê. Và mùa hè thì rất là mát mẻ. Và bạn thuê cái phòng này với mức giá là 600 ngàn trên một tháng. Và một cái điều tồi tệ mà bạn không biết á, là chủ của cái phòng cũ này nè là hai vợ chồng cách đây không lâu là bị tai nạn giao thông. Và người chồng á thì chết ngay lập tức, người vợ á thì bị tai nạn chạy xước thôi. Khi mà bạn mới dọn vào cái phòng này á thì bạn thấy cái chiếc chiếu trúc nó còn mới nên bạn giữ lại để dùng luôn. Và bạn chỉ biết á là cái chiếc chiếu này là của hai vợ chồng ở lúc trước xài thôi. Và bạn này nói là cái thời gian đầu bạn ở từ ngày 6 tháng 4 cho tới ngày 7 tháng 5 thì mọi chuyện vẫn rất là bình thường luôn. Cho tới khi mà bạn dọn dẹp phòng của mình thì bạn thấy cái chiếc gương treo ở phía trước cửa nó hơi vướng nên bạn mới gỡ xuống. Và khi gỡ cái gương xuống á, bạn có thấy một cái lá bùa. Vốn dĩ là một cái người không có mê tín dị đoan và bạn cũng không có hề tin những cái chuyện ma quỷ nữa, nên bạn mới lấy lá bùa xuống và xé. Và những cái chuyện kỳ quái á, nó bắt đầu xảy ra từ cái lúc này. Thì bạn này nói là cái hôm mà bạn xé cái lá bùa á, là tối hôm đó bạn có đi nhậu với mấy đứa bạn. Lúc về và ngủ say thì bạn có nghe thấy cái tiếng mèo kêu, mà kêu rất là to luôn ở trên nóc nhà. Đồng thời là ngay cái tiếng cào cấu của mèo rất là lớn va chạm xuống cái mái tôn làm cho bạn tỉnh giấc. Khi mà bạn mở mắt ra, bạn mới hoảng hồn là thấy cái giường của mình nó dựng đứng lên. Bạn mới nghĩ á là do mình hoa mắt thôi, chắc là do mình say xỉn á. Bạn mới nhắm mắt lại bạn ngủ tiếp. Và tối ngày hôm sau thì cái hôm nay là bạn này không có đi nhậu, nửa đêm đang ngủ á thì cũng cái hiện tượng y như ngày hôm qua diễn ra. Bạn mới bật dậy và với cái tính tò mò á thì bạn muốn biết coi là cái chuyện gì đang xảy ra. Bạn lấy cái điện thoại bạn bật đèn pin lên coi coi có cái chuyện gì xảy ra không. Và khi bạn nhìn lên nóc nhà á thì cũng không có cái chuyện gì xảy ra hết. Cái lúc này á bạn mới vào nhà và nằm ngủ tiếp. Thì khi mà bạn nằm ngủ á, vừa ngủ thêm thiếp đi thì cái hiện tượng đó nó lại xuất hiện nữa. Và nó cứ lặp đi lặp lại khiến cho bạn không thể tài nào mà ngủ được hết. Và phải thức trắng cả đêm, sáng hôm sau là mặt mày bạn đờ đẫn hết và phải xin nghỉ làm. Do cũng khó chịu trong người á, nên bạn mới bắt đầu tìm kiếm cái nguyên nhân và đi hỏi thăm vòng vòng và hỏi cái chủ trọ. Thì chị chủ trọ nói á, là hồi tối chị chủ trọ đâu có thấy cái gì đâu, cũng đâu có nghe cái tiếng gì kêu đâu. Và sau một hồi bạn hỏi thăm thì bạn cũng biết từ cái lời chị chủ trọ là cái phòng bạn đang ở là trước đó không lâu có hai cặp vợ chồng đang ở và đột ngột xảy ra tai nạn thì cái người chồng là chết ngay lập tức. Thì người vợ bị chạy xước sơ sơ và không có sao. Sau đó thì người vợ cũng trả phòng và quay về quê sống luôn. Bạn này nè mới bắt đầu sâu chuỗi lại những cái sự việc, mới bắt đầu nghi ngờ ở trong đầu rồi. Tuy nhiên là do cái tính là không có tin ma cỏ, không có tin ma quỷ ở trên đời nên bạn cũng ngỡ ngỡ thôi, cũng chưa có chịu tin đó là cái sự thật nữa. Và suy nghĩ mãi cái chuyện gì xảy ra, bạn mới nhớ đến cái chiếc chiếu mà bạn giữ lại của hai vợ chồng, mới nghĩ là do cái chiếc chiếu đó. Sau đó bạn đột ngột quay trở về phòng và lấy cái chiếc chiếu đó gỡ từng mảnh ra và đốt bỏ nó đi. Và tối ngày hôm sau thì bạn ngủ với một cái chiếc chiếu mới. Và bạn suy nghĩ trong đầu là có thể là ông chồng quay trở lại để đòi cái chiếc chiếu. Vì cái chiếc chiếu đó lúc trước là của hai vợ chồng. Thì lúc này nè là trong đầu bạn là 50-50 là suy nghĩ là đã tin vào cái sự việc đó rồi. Và cái lúc mà bạn đi đốt chiếc chiếu, bạn cứ lẩm bẩm ở trong đầu là cho cháu xin lỗi, do cháu không có biết, giờ cháu đốt chiếc chiếu này trả lại cho chú, mong là chú hãy bỏ qua cho cháu. Và cái điều bạn không thể ngờ tới là sai lầm nối tiếp sai lầm. Tối hôm đó cái lúc mà bạn đang ngủ bạn mới nghe cái tiếng động lạ ở trước cửa phòng như là cái tiếng bước chân của một cái người nào đó mà đang tiến gần lại phòng của bạn và ngó qua ngó lại trong cái phòng của bạn vậy đó. Và chưa có biết cái chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên bạn nghe cái tiếng mèo kêu thất thanh như là cái tiếng em bé khóc inh ỏi. Bạn mới giật bắn người dậy, cố gắng lấy hết can đảm mở cửa ra và ngó đầu ra xem vòng vòng coi có chuyện gì đang xảy ra. Khi mà bạn nhìn ra ngoài bạn mới hết hồn là ngay cái chỗ mà bạn đốt chiếc chiếu là có ba cái cặp mắt màu xanh đang nhìn về phía bạn. Chính xác là ba cái con mèo đang nhìn chằm chằm về phía của bạn luôn. Bạn mới hết hồn hết trơn, lúc này run người hết trơn, mới lấy tay mở cái công tắc, bật hết tất cả những gì mà có thể phát sáng ở trong cái phòng của bạn. Và khi bạn bật hết đèn trong nhà lên thì ba con mèo bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Bạn mới sợ quá,
mới lấy cái laptop ra và chơi tới sáng luôn, không thể nào mà ngủ được. Tới sáng thì bạn mệt lả người và không thể nào mà đi làm nổi nữa hết. Bạn mới thấy như vậy, bạn mới kể cái chuyện này cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong á, mẹ bạn cũng nghi ngờ rồi, mới liên hệ với cái ông bác ở bên mẹ bạn á. Thì cái ông này là chuyên về những cái chuyện tâm linh, bùa yếm. Thì tối hôm đó là ông thầy mới gọi cho cái bạn này và hỏi thăm bạn này chuyện gì đang xảy ra. Thì bạn này mới thấy như vậy, mới tường thuật lại những cái câu chuyện và những cái sự việc xảy ra với bạn trong những ngày đó. Thì ông thầy mới thấy không ổn rồi, mới khuyên bạn á là nên trả cái phòng này đi và kiếm một cái chỗ khác để ở. Nhưng mà khổ nổi là bạn này nè, đã đặt cọc cái phòng đó trước 3 tháng rồi, nên không thể nào mà dọn đi được. Nếu mà dọn đi á là phải lỗ cái tiền cọc đó. Thấy như vậy thì ông thầy bác của mẹ mới căn dặn á là tối ngủ mà có nghe thấy cái tiếng gì kỳ lạ hoặc là cái tiếng động gì á thì cũng không có được đi ra ngoài hoặc là ló đầu ra ngoài nhìn hết. Để hôm sau á, ông thầy gửi lên cho bạn cái miếng bùa bình an mà dán. Và đêm đó lại là một cái đêm mất ngủ đối với bạn. Thì hôm nay á, cái tiếng mèo kêu và cái tiếng động á, nó càng ngày nó càng inh ỏi hơn và nó càng dồn dập lớn hơn nữa. Và càng ngày á, là cái tiếng gào thét thảm thiết nó inh ỏi, nó không còn như là cái tiếng mèo kêu nữa. Bỗng tự nhiên bạn nhìn lên trần nhà thì bạn mới hết hồn, run người hết trơn, không có dám động đậy nhúc nhích gì nữa hết. Khi bạn nhìn thấy một cái bóng người đàn ông tóc xòm xàm đang đứng ở trên nóc nhà nhìn về phía bạn. Và lúc đó thì cái bóng đèn trong nhà bạn vẫn còn đang bật. Bạn thấy rõ mồn một những cái hình ảnh mà mình thấy trước mắt luôn. Bỗng bạn sợ quá, bạn ngất xỉu cái một luôn. Và sáng hôm sau khi mà bạn mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Khi mà tỉnh dậy, thấy thương tích đầy người hết trơn, khâu vá đủ chỗ. Bạn còn bàng hoàng, vẫn chưa biết là cái chuyện gì đã xảy ra đối với mình nữa. Và sau đó, nghe chị chủ trọ và người thân kể lại á, là tối hôm đó thấy bạn á, tự nhiên ở trong phòng, lấy xe máy, nẹt hết ga chạy ra ngoài đường và tông thẳng vào cái chiếc taxi đang đậu ở bên đường á. Cái lúc này á, thì nghe mọi người thuật lại, thì bạn không còn nhớ gì về cái chuyện của hôm qua nữa hết. Thì ngày hôm sau, khi mà ông thầy bác của mẹ tới á, mới hoảng hồn khi mà thấy bạn nằm bất động, mới quay qua nói với mẹ của bạn á, chết rồi, nguy to rồi em ơi, cháu nó đang bị ba con quỷ tinh theo. Sau đó ông thầy mới làm cầu lễ cho bạn xong, thì ông thầy mới quay qua nói với mẹ của bạn á, là do nó đốt cái chiếu đi, cái chiếu đó là của ba con ma chết oan, không có hương khói. Đó là ba con ma không có quan tài, ba con ma đói, nằm ở dưới gốc cây trúc. Và ba con ma được chôn chung một chỗ luôn, và người ta không có biết, nên chặt cái bụi trúc đó về làm chiếu, thì ba con ma đó không có chỗ nương tựa, nên mới theo cái chiếc chiếu đó đi luôn. Cái chiếc chiếu mà bạn này đốt á, chính là cái chiếc chiếu mà do ba con ma đó đi theo. Cháu nó không có biết, nó đem đi đốt cái chiếc chiếu đó, ba con ma mới không còn chỗ nương tựa nữa, nên mới đi theo mà báo thù. Cũng may là cháu nó có số cao, có quý nhân phù trợ, nên mọi chuyện cũng chưa có tới nỗi quá phức tạp. Nghe tới đây á, thì mẹ bạn sợ run người hết trơn, mới xin ông thầy á, là tìm cách cứu bạn. Thì ông thầy mới nói với mẹ bạn là giờ muốn cứu cháu á, thì cần đưa cháu nó lên một cái chùa nào linh thiêng, để cho hằng ngày các sư thầy tụng kinh giúp cho siêu độ ba con ma này. Chứ ba con này nó thành tinh rồi, ngoài cái khả năng của thầy rồi. Thì thấy cái ông thầy bác của mẹ bạn kể như vậy, thì chị chủ trọ mới kể cho ông nghe luôn. Thì chị mới kể là cái phòng bạn đang ở trước đó là có hai vợ chồng. Thì hai vợ chồng đang sống rất là hạnh phúc với nhau, mọi chuyện đang rất là yên ổn. Và từ khi mà hai vợ chồng đi mua cái chiếc chiếu tre đó về, thì hai vợ chồng mới cãi nhau liên tục. Hằng ngày từ cái chuyện nhỏ cứ xé ra to, thậm chí dẫn tới đánh nhau luôn. Thì cái ngày hôm đó, hai vợ chồng cũng đang đi xe máy giống như cái bạn này nè, và tự nhiên lao thẳng đâm thẳng vào cái xe ô tô luôn. Lúc đó thì người chồng chết ngay, tuy nhiên người vợ á, thì chỉ bị chạy xước sơ sơ thôi. Và 6 ngày sau thì cái bạn này xuất viện, thì cái chuyện kinh hoàng nó lại xảy ra một lần nữa. Là khi mà bạn vừa xuất viện, chưa kịp về tới phòng trọ nữa, thì cái tròng mắt của bạn nó đảo ngược lên, chỉ thấy toàn là tròng trắng thôi, không có tròng đen gì hết. Mọi người thấy xung quanh á, mới nghĩ là do bị tai nạn nên ảnh hưởng của di chứng tai nạn thôi. Một lúc sau á, thì bạn này bỗng nhiên trở thành một cái người khác hẳn. Miệng của bạn thậm chí còn chảy cả nước dãi nữa. Thì ông bác thấy như vậy mới biết là bạn này đã bị quỷ nhập rồi, mới lấy cái lá bùa dán lên người bạn. Tuy nhiên là cũng không có nhầm nhò gì. Cái lúc này nè, bạn cảm thấy đau đớn và la hét sùm hết trơn, dãy dụa. Và ba người ngồi ở trên xe dịnh bạn lại, nhưng mà không hiểu sao sức lực của bạn lúc này mạnh vô cùng, ba người mà kìm không được bạn. Bạn mới vội mở cái cửa taxi ra và nhảy thẳng xuống xe. Sau đó là bạn chạy thẳng vào cái chiếc container đang chạy ở bên đường á. Thì cái lúc mà bạn chạy tông vào chiếc container á, do là tài xế cũng đang chạy chậm và thấy có người xông vào nên thắng lại kịp, thì bạn chỉ bị chạy say xước thôi. Và lúc này là bạn đã xỉu ngất đi và cái đầu của bạn là máu chảy quá chừng luôn. Lúc này thì mọi người trong nhà lại đưa bạn vào bệnh viện tiếp.
Mẹ bạn á, thì khóc điên cuồng, khóc quá chừng khóc. Ba của bạn là một cái người mà lúc trước giờ chưa bao giờ tin về ma quỷ, nhưng mà cũng phải ngao ngán và không biết phải giải thích như thế nào luôn. Ông thầy á, thì lắc đầu, suy nghĩ là chắc những con quỷ này nè, nó theo tới cùng rồi. Thì cái đêm hôm đó là nằm ở trong bệnh viện, mẹ của bạn khóc mà tới nỗi cặp mắt sưng vù lên. Bạn thì nằm hôn mê bất tỉnh. Trong căn phòng chỉ có 3 cái chiếc giường thôi, 2 chiếc giường kia thì trống. Đang miên man trong giấc ngủ á, thì mẹ bạn này bỗng dựng đứng người hết trơn. Bỗng tự nhiên nghe thấy cái tiếng của 2-3 người ở đâu nói chuyện ở trong phòng á, và nghe những cái tiếng lạch sạch như là đang tiến gần lại cái đầu giường vậy đó. Mẹ bạn này vội mở mắt ra thì nhìn thấy 3 cái khuôn mặt với cái tóc dài xùm xòa dưới ánh đèn sáng của bệnh viện. Miệng thì đọc liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ bạn này mới sợ quá, mới tuột xuống giường và vội quỳ xuống, miệng thì luôn vái xin, xin các ông tha cho con tôi. Nó chót dại dột, không biết đã phá nhà của các ông, một cái ông bỏ qua cho nó, nó còn trẻ người non dạ. Các ông muốn trách phạt á, thì cứ nhầm vào tôi nè. Và nói chưa dứt lời thì mẹ bạn này mới ngóc đầu lên và không còn thấy cái gì nữa hết. Và kể từ ngày hôm đó tới tận bây giờ á, thì bạn không còn thấy những cái hình ảnh và những cái chuyện rùng rợn đó nữa. Bạn cũng không hiểu vì sao, nhưng mà nghe ông thầy nói á, là những con quỷ mà thành tinh như vậy thường là sẽ không bỏ qua những cái chuyện đơn giản như vậy đâu. Tuy nhiên đó cũng là một cái nỗi ám ảnh rất là nặng nề và ảnh hưởng đến tâm lý của bạn rất là nhiều. Và sau đó kéo dài trong một cái thời gian rất là dài là bạn này không dám ngủ một mình luôn. Buổi tối cũng không dám ở một mình nữa. Và đặc biệt là những khi mà nghe cái tiếng mèo kêu hoặc là tiếng em bé khóc vào ban đêm á, thì bạn này rất là sợ hãi. Và đó chắc có lẽ sẽ là một cái nỗi ám ảnh và suốt cuộc đời bạn sẽ không thể nào mà quên được.